Xin chào quý vị. Trước tiên xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo tổng quan về vận mệnh cuộc đời của người tuổi Đinh Dậu. Thưa quý vị, người tuổi Đinh Dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, người tuổi Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sự sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và lãnh đạo trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người sinh năm Đinh Dậu ít khó tính hơn. Họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh, cả trong công việc lẫn trong quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Người tuổi Đinh Dậu, họ không muốn có một cuộc sống bình yên mà thích phiêu lưu khám phá những điều mới lạ. Đa số người tuổi này gặt hái được rất nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình, tính kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến tuổi Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành hỏa mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người so với các tuổi Dậu còn lại. Không giống với các tuổi Dậu khác, những người Đinh Dậu không khó tính, họ không hay đi sâu vào các chi tiết mà thay vào đó là tập trung vào hoàn cảnh, kể cả công việc lẫn các mối quan hệ. Chính vì thế mà mọi người luôn cảm thấy sự dễ chịu mỗi khi ở bên họ. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người, nhưng mà hành hỏa này lại mang tới cho quý vị sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho những người tuổi Đinh Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó thì hành hỏa cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của người tuổi Đinh Dậu. Cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá cần phải chăm chút thường xuyên. Thưa quý vị, tuổi Đinh Dậu cũng tốn tuổi ta, lửa dưới núi cháy hoài ngày đêm, mùa xuân mùa hạ sanh ra, đặng sanh sung sướng làm nên chức quyền, thu đông lội xấu tự nhiên, hỏa bị thủy khắc, đảo điên cực hoài, số này trung vận bôn ba, khá rồi tan ra khiến ta chưa cầm, hậu vận mới đặng an tâm, dư ăn dư để của cầm khỏi rơi, số này vận mạng đổi rời, xa quê xa xứ ở thời mới an, bụng người cũng có tánh linh, nghĩ đâu có đó thiệt tình chẳng sai, số tuổi lòng dạ thẳng ngay, của rơi không lượm gặp người chỉ cho. Thưa quý vị, tuổi Đinh Dậu không được tốt lắm vào tiền vận cũng như trung vận, số chỉ có thể trở nên giàu sang phú quý và hậu vận mà thôi. Cuộc đời tuổi nhỏ có nhiều thay đổi và lao đao không ít, từ lúc lớn tuổi trở đi mới hoàn thành được sự nghiệp. Tình duyên của người tuổi Đinh Dậu, nam mạng và nữ mạng, buổi đầu có chút khó khăn, về sau sẽ công thành danh toại, tìm được người đúng ý, hợp duyên. Về gia đạo công danh, phần gia đạo vào trung vận có nhiều xích mích, buồn lo, hậu vận mới được an nhàn và từ hậu vận mới yên hòa và êm ấm. Công danh lên cao, tạo được nhiều tên tuổi, tuy nhiên luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn luôn bị phản bội. Sự nghiệp được vững chắc ở vào tuổi 37 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang quyền quý, tuổi hợp cho làm ăn. Thưa quý vị, sau đây là những tuổi hợp cho sự làm ăn của quý vị, đó là các tuổi Mậu Tuất, Nhâm Dần và Giáp Thìn. Ba tuổi này rất hợp với quý vị, nếu hợp tác làm ăn thì có nhiều kết quả tốt. Những tuổi Đại Kỵ, thưa quý vị, những tuổi này quý vị không nên kết giao và hợp tác làm ăn, đó là các tuổi Canh Tý, Bính Ngọ, Nhâm Tý và Giáp Ngọ. Gặp tuổi Đại Kỵ trong công việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Những năm khó khăn nhất, thưa quý vị, tuổi Đinh Dậu có những năm khó khăn nhất, đó là những năm mà quý vị ở vào số tuổi 20, 25 và 37 tuổi. Những năm này quý vị cần phải chú ý kẻo bị hao tài tốn của. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, xuất hành vào ngày lẻ, giờ lẻ, tháng lẻ là hợp nhất đối với quý vị Đinh Dậu, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong bất cứ việc gì trong suốt cuộc đời. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo vật phẩm Tỵ Hưu. Thưa quý vị, theo truyền thuyết thì nó là một loài thú có sừng, có bờm uốn cong rất dài nên còn có tên gọi là hưu trời. Hai cái sừng của nó có tác dụng trừ tà. Về sau
nó có xu hướng phát triển thành con thú một sừng. Người ta nói rằng tỷ hưu có tác dụng hút tài lộc bốn phương về cho gia chủ. Đặt trên bàn làm việc, quầy thu ngân, ban thờ thần tài và phải hướng đầu ra cửa chính hoặc cửa sổ. Tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo đặt hũ muối cung thần tài, hút tiền bạc vào nhà, gia chủ giàu lên như trúng số. Thưa quý vị, đặt hũ muối theo phong thủy dưới đây sẽ giúp xua đuổi tà ma, hút tài lộc vào nhà, cuộc sống đang nghèo trở nên khấm khá. Công dụng của muối trong phong thủy. Thưa quý vị, trong nhiều nền văn hóa cổ đại, bao gồm cả Việt Nam và một số nước Á Đông, muối được xem là có tính chất làm sạch. Từ lâu, chúng đã được sử dụng trong các nghi lễ tẩy rửa và liệu pháp thanh lọc cơ thể. Ông bà ta thường nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Để chứng tỏ sức mạnh xua đuổi tà khí của muối, muối có thể hấp thụ năng lượng thấp và tiêu cực, xua đuổi những loại khí xấu, đồng thời mang đến những nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống. Trong phong thủy, tinh thể muối kết hợp với nước càng làm gia tăng tác dụng. Thêm vào đó, những đồng tiền kim loại được đặt trong bát muối sẽ tạo nên các phản ứng giúp tẩy rửa và làm tiêu tán năng lượng tiêu cực. Bởi vậy, dùng muối để hóa giải những nguồn năng lượng tiêu cực trong gia đình là một vũ khí phong thủy hữu hiệu từ ngàn đời nay. Dùng muối để hóa giải như thế nào? Thưa quý vị, rắc muối để xua tà khí. Trước khi chuyển đến nơi ở mới, quý vị hãy rải muối vào phòng, đặc biệt là ở các góc nhà. Muối sẽ giúp hấp thụ năng lượng của những người chủ trước đó. Sau 24 giờ, quý vị có thể quét chúng đi, đặt bát muối để mong sung túc. Nhiều nhà giàu thường hay đặt bát muối ở góc nhà cung tài lộc hướng đông nam để mong muốn giàu có. Quý vị cũng có thể làm theo cách này, hoặc đặt bát muối ở cung gia đạo hướng đông nếu muốn cải thiện sức khỏe. Thay muối 2 tháng một lần, đặt bát muối để xua tà khí cho cả năm. Thưa quý vị, chuẩn bị một bát nước muối phong thủy. Đầu tiên, cho muối vào đầy 3/4 bát hoặc ly thủy tinh, rồi đặt 6 đồng tiền xu xếp theo hình vòng tròn vào bát. Chú ý, đặt trên mặt muối và mặt dương của xu ngửa lên trên. Nước muối hấp thu năng lượng tiêu cực. Quý vị hãy cho tiền xu vào bát nước muối đặt ở những nơi có năng lượng không tốt. Cách này được xem là rất hiệu quả nếu quý vị thực hiện đúng cách. Trước tiên, quý vị cho muối vào bát hoặc ly thủy tinh chiếm 3/4 bát, đặt 6 đồng tiền xu xếp theo hình vòng tròn lên trên mặt muối. Chú ý, đặt mặt dương, tức là mặt có ký tự khác, hướng lên trên. Sau đó quý vị đổ nước đầy đến miệng bát, đặt bát muối lên một miếng vải lót và không đậy bất kỳ thứ gì lên trên miệng bát. Quý vị nên đặt bát ở những nơi tiếp xúc với không khí, tránh những không gian kín như tủ, chạn bát. Bát muối sau một thời gian sẽ xuất hiện phản ứng, muối có hiện tượng kết tủa tràn ra ngoài miệng bát. Do đó, nếu e ngại vấn đề thẩm mỹ, quý vị có thể đặt bát muối ở góc khuất hoặc đằng sau vật nào đó như ghế sofa, hoặc là đặt sau chậu cây cảnh. Trong vòng 1 năm, để yên bát muối tại một vị trí không xê dịch, nếu không năng lượng tiêu cực đã tích tụ sẽ tàn vỡ. Đặt muối ở đâu? Thưa quý vị nên đặt bát muối ở góc nhà hướng đông nam cung tài lộc nếu mong muốn tiền bạc của gia đình dồi dào. Còn nếu mong muốn cải thiện sức khỏe cả gia đình, quý vị nên đặt bát muối ở hướng đông cung gia đạo. Cứ mỗi 2 tháng lại thay bát muối. Tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo cách đặt đồng tiền hoa mai trong két sắt rước tài lộc vào nhà. Thưa quý vị, trong phong thủy, tiền xu là biểu tượng cho của cải vật chất và tài lộc trong gia đình. Chính vì vậy, những đồng tiền xu cổ được nhiều người sử dụng để kích tài vận, mang lại may mắn cho công việc kinh doanh của mình. Đồng tiền hoa mai hay hoa mai kim tiền cũng là một trong những loại tiền xu có ảnh hưởng quan trọng tới tài lộc và vận số may mắn cho con người. Đồng tiền hoa mai đặt trong két sắt là gì? Thưa quý vị, đồng tiền hoa mai hay còn được gọi là hoa mai kim tiền là đồng tiền xu được đúc bằng đồng, hình hoa mai 5 cánh. Trên mỗi cánh hoa mai sẽ được chạm trổ ngũ tự gồm thọ, mệnh, trường, phú, quý. Mặt còn lại sẽ được khắc hình đào tiên, trường thọ, chim khách, cát tường, thỏi vàng, của cải, rơi, phúc, tuần lộc, lộc. Chính vì vậy, đồng tiền hoa mai thường được coi như là một vật phẩm mang lại sự may mắn, thu hút tài lộc của cải cho gia chủ. Dân gian vẫn truyền tai nhau rằng nếu ai có đồng tiền hoa mai Việt Nam bằng đồng để trong két thì tiền vàng ùn ùn kéo tới, lộc lá ngập nhà. Nhưng cách sử dụng đồng tiền hoa mai Việt Nam để kích hoạt vận may liên quan tới tài lộc thì không phải ai cũng nắm rõ. Bởi nếu làm không đúng cách thì tiền chẳng vào nhà mà còn có nguy cơ đội nón ra đi. Ý nghĩa của đồng tiền hoa mai với két sắt. Thưa quý vị, đồng tiền hoa mai là một vật phẩm phong thủy để tài lộc tới cho chủ nhân sở hữu. Tiền hoa mai thường được treo thành cặp, tạo thành hai bông mai 10 cánh, tượng trưng cho thập toàn hoàn mỹ. Tiền xu hoa mai được coi như vật khí để trấn yểm hung khí, thu hút vận khí tốt lành,
mang tới sự thịnh vượng, danh vọng. Từ thời xa xưa, đồng tiền hoa mai đã được rất ưa chuộng, làm vật tùy thân mang theo khi ra ngoài để giúp các mối quan hệ trong xã hội trở nên tốt đẹp, ít hiềm khích, dễ dàng có được công danh sự nghiệp. Đồng tiền hoa mai được sử dụng rất nhiều, không chỉ trong gia đình mà còn trong kinh doanh buôn bán, với công dụng đa năng như tránh chuyện thị phi, kiện tụng, giải trừ kẻ tiểu nhân. Cách kích hoạt vận may khi sử dụng đồng tiền hoa mai cũng rất đơn giản. Quý vị chỉ việc đặt đồng tiền hoa mai vào két sắt và nghĩ về sự giàu có, thịnh vượng. Có thể đặt hoa mai kim tiền vào một cái túi nhung đỏ để giữ cho đồng xu được sạch sẽ và không bị các đồ vật khác trong két chạm vào gây chảy xước. Thưa quý vị, tránh để đồng tiền hoa mai tại những vị trí ẩm thấp, uế tạp như nhà vệ sinh, phòng tắm, vì những vị trí này được quan niệm là nơi gây thất thoát của cải, có thể đem lại vận xui cho gia chủ. Cho nên quý vị hết sức lưu ý cho cách đặt đồng tiền hoa mai trong két sắt. Thưa quý vị, người ta vẫn sử dụng đồng tiền hoa mai Việt Nam như một lá bùa thu hút vận may và đem lại nguồn sinh khí tốt lành. Nếu đồng tiền hoa mai bằng đồng để trong két sắt thì công việc làm ăn của gia chủ sẽ gặp thuận lợi, làm đâu thắng đó và tránh được những chuyện thị phi, kiện tụng gây trở ngại. Đồng tiền hoa mai đặt trong két sắt mang đến vận may tài chính cho gia chủ, hỗ trợ đường quan lộ rộng mở và phát lộc phát tài. Tuy nhiên, để có một góc két sắt hợp phong thủy thì có lẽ chỉ hoa mai kim tiền là chưa đủ. Quý vị cần phải nắm được hướng đặt két sắt theo tuổi cũng như kích thước két sắt phù hợp với căn phòng của mình. Trong ngôi nhà, két sắt là nơi lưu giữ tiền của cho gia chủ. Chính vì thế, việc lựa chọn vị trí để két và vật phẩm đặt trong két là vô cùng quan trọng. Đồng tiền hoa mai có thể đặt ở nhiều vị trí như trên bàn thờ, treo lên tường hay treo trước cửa ra vào nhà của quý vị. Nhưng để phát huy tối đa vận khí do đồng tiền hoa mai tạo ra, quý vị nên đặt trong két sắt trong gia đình. Két sắt là vật quan trọng trong gia đình vì ngoài giữ tài sản, két sắt còn chứa đựng nhiều giấy tờ tài sản quan trọng. Chính vì thế, theo phong thủy, két sắt là vật chứa đựng nguồn năng lượng lớn và là nơi tập trung tài lộc trong nhà, quyết định sự hưng vượng cho gia chủ. Việc đặt đồng tiền hoa mai bên trong hay bên ngoài két sắt sẽ giúp mang lại tài lộc dồi dào, gia tăng tài khí, công việc kinh doanh thuận lợi. Thưa quý vị, trên thực tế, độ thẩm mỹ của đồng tiền hoa mai đẹp nhất là kết hợp với một chiếc két sắt mini đẹp. Tuy nhiên, nếu quý vị đã sở hữu một chiếc két sắt thông thường thì vẫn có thể đặt đồng tiền hoa mai để tăng sự may mắn. Quý vị nên đặt đồng tiền hoa mai hay hoa mai kim tiền ở trong két sắt, đặt trên sấp tiền trong két sắt của nhà quý vị là tốt nhất. Xin cảm ơn quý vị, xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn.